nó dính với cơm rồi con mèo nó ăn vô, bây giờ tiêu chảy. Sáng ra nhìn mấy cảnh này là ngứa tay ngứa giò rồi, nước cạn queo, không ai để ý. Chùa mà thấy ghê chưa? Quá xá rồi, nhìn thấy ngứa tay dọn. Ê, tính đi cà phê mà bỏ ra 2 tiếng dọn luôn. Nước này cạn mà không có nhớ thay nè, bởi vì tiêu chảy là phải rồi. Không ai để ý hết. Quá trời, mày vô chưa? Nè, nước này cạn không có nhớ thay nè, nước này cũng cạn luôn. Rồi nguyên đêm nè, như uống nước thấy ghê luôn. Cạn queo. Khuya này lùa đám 5 con mèo vô kia mà cũng có một mớ ở đây mà không để ý nước luôn. Chà, cái này là phải tăng cường quản lý rồi. Này đi vô coi. Đi vô. Mới dọn mấy bãi trong nhà 5 con mèo xong. Đang tập cho nguyên đám bồn cầu, mới tập được có 2 con thôi. Còn mấy kia chưa biết đi. Hồi khuya tức trực thức tới 5 giờ sáng. Tập được thêm con nữa là 2 con. Ra thấy nước nâu thì thấy ghê quá trời. Mình không để ý có đông người, cũng không ai để ý kỹ như mình. Nhưng mà không có người thì mình tập trung để ý thì nó hay hơn. Mà có người mình ỉ vô nhiều người càng bất ổn. Một cái rửa nè, nhấp nhợt luôn. Tính đi chơi đi, quẩy nhìn cảnh này hết đi chơi đi. Ra lau coi. Quá trời rồi, dính kìa ý. Bia. Người lau đâu có tới. Phải xài vũ bối thôi. Đây. Cây thứ hai. Tha nước cho nó ướt chỗ này. Chung là dọn dẹp nguyên toàn cái nhà mèo, tôi bỏ ra 1 tiếng đồng hồ là ok xong. Trừ khi mấy con mà nó tiêu chảy á, phải lau thằng ngốc ngách trong nhà nó lâu thôi. Dọn nhà mèo dẹp. Không còn làm biếng không muốn dọn, không để ý thôi. Ghê chưa. Nhị ca qua đó còn 2 con này. Con nào phóng là tao cho qua kia nữa nha. Đây con nhị ca nó có thể chui được, ghê lắm. Cái gì cũng chui được hết trơn á. Mình sẽ cho ướt cái chỗ này trước. Hai đứa ở trên không phóng nha, không phóng. Leo. Ấy. Ủa cho nó lì. Dồn hết sang chuồng này. Nhưng mà con nhị ca dọn xong phải cho nó qua đây liền. Ở đây nó chui được, cho nó ướt cho nó bay mấy cái mà giúp bắp bắp này thôi nha, chứ chưa có lao đâu. Rồi mình xả cái này nha. Cắt quét xíu rồi ra. Ghê chưa. Có cái này tiện lắm, rất là tiện luôn. Sắm vài cái 5-7 cái dành làm chuồng mèo ngon lành nha. Xem đây. Cơm nước dơ giấy. Kinh chưa. Một con mắt thì không có thể nào để ý được nhiều. Có nhiều con mắt mà vẫn lơ tơ mơ. Vì lau bằng cái khăn thì mình cũng phải giặt khăn mà lau bằng cái này. Nhưng mà vẫn phải lau khăn nha, chứ lau bằng này hoài biết là làm biết. Biết nhát là mệt lắm. Cho nhang mũi này chắc cỡ mấy ngày rồi không đổ. Cái sàn bị dơ nữa chứ. Ghê. Cho nhân mũi dính đầy cái sàn này rồi nó dặm cái chân vô cái nước á, cái nó uống nước á rồi tiêu chảy. Bữa nay phát hiện tiêu chảy mấy con thì ra là mất vệ sinh, không có để ý kỹ, thay nước hết toàn bộ. Nuôi đông là vậy đó, sơ hở ỷ y là có chuyện. Bây giờ không có tâm là không có nuôi mèo đông được đâu. Lau cho khô dưới luôn. Ê, còn ở dưới nè, thôi làm biết mệt ngang. Hai cái sạch sẽ, hai cái nguy hiểm nhất là cái nhân mũi để trên này, mèo nó dặm rồi không có lau chuột. Nó ăn chúng tiêu chảy. Hai con này quẩy quá cho vô chuộng khè. Con khè không dám xuất hiện luôn. Chúng chui chúng nhủi. Có mặt mình không xuất hiện nha, không có mình là nó tát con hay mấy con này là bơm đầu. Nghe con. Quẩy quá, mày chui ra ngoài. Giờ đi về nè, chuồng khô rồi. Tạm xong. Xem cái chuồng đây. Sạch sẽ sáng bóng. Hai đứa bị tiêu chảy hơi bị nặng. Là do chúng nhăn mũi. Lâu lâu mà dơ dơ mà thấy mèo tiêu chảy là biết là ở dơ rồi. Không có để ý tới. Vậy một người không để ý được mà nhiều người cũng không để ý được. Hãy coi lại, hãy nhắc nhở lại. Nó sạch sẽ vậy đó, nhăn mũi thì dẹp hết. Lúc nào có mũi nhiều khi mà mèo tiêu chảy là biết nó đạp trúng nhăn mũi, nó ăn trúng nhăn mũi. Nên ít không sao, không nhiều quá ngộ độc luôn. Chuồng mệt lắm. Mới xong cái chuồng này còn chuồng này nữa, để nhắn mấy đứa nhỏ qua tiếp. Cái chuồng này phải vệ sinh lại để hết cho nhăn mũi nè, quá trời nhiều nhăn mũi trong chuồng rồi. Tất cả là 7 con. Còn con cà chớn với con khịa. Tại sao trong đó là 2 con này tôi đã tập đi vệ sinh bồn cầu được rồi. Mình theo dõi coi nó có đi ngoài nữa không. Hồi khuya này thức hết cũng mấy bãi á. Trong tôi mà không có bận việc gì là mấy cái chăm mèo đơn giản với tôi. Ngày tôi bỏ cỡ 2 tiếng mà xong hết trơn nhà mèo. Dọn lẻ lắm. Thôi là mình nhiều việc quá mình làm biếng. Mình phân tâm nãy kia. Mọi thứ này đó tôi chuyện nhỏ, nếu không bận video mà còn cái sân này nó hơi đuối nè. Cái sân này là mệt nè. Cái này tập từ từ ha. Con nào mà tập được rồi sẽ cho vô đó từ từ. Đỡ hút cát, đỡ dơ. Thôi gắt kiếm đi đây, mệt quá. Dọn mấy cái nguy hiểm trước.
8 giờ sáng tính đi ăn sáng rồi dọn dẹp ghế 9 giờ ngoài luôn rồi. À có tin vui nè, cái con này nè, lúc mà hồi 4 giờ sáng nó vô đó, nó không muốn đi bồn cầu, nó muốn đi ở dưới bồn cầu. Tôi vô nó phát hiện kìa, cái tôi bắt nó lên bồn cầu, cái nó tè trên bồn cầu mà nó phóng xuống nữa, nó muốn đi ỉ ở dưới này nữa, mình phải bắt lên 2 lần. Mà thấy nó ỉ rồi rồi mà phải theo dõi. Con này thì ỉ tiểu trong bồn cầu hết trơn rồi, còn con khỉ là tôi mới tập được hồi 4 giờ sáng này, có mình canh mới được thôi, nhà mấy đứa khác canh cũng bất ổn. Phải bắt liền. Nói chung là con gấu nó cũng canh cũng lâu đó, nhưng mà cũng không thấy con nào ỉ trước mặt nó, chỉ thấy duy nhất một lần là con cà chớm bị ỉ thôi. Mà từ đó về sau không thấy phân con cà chớm bị bậy nữa, tức là nó ỉ bồn cầu rồi đó. Nói chung canh mấy con này phải có thật là nhiều thời gian, nên tôi bỏ nguyên buổi tối tôi canh đó. Tôi mới dọn xong cái toilet rồi, thì mấy con ở ngoài mà tập được đi hết là cho vô đây ở khỏe. Mà kêu tao gì, kêu gì không có ra con này gán tập đi bồn cầu đi, à muốn phơi nắng đúng không, ở trong này không có thiếu oxy, ở ngoài không có thiếu canxi đâu. Mèo con nó cần phơi nắng để bổ sung canxi. Mình sẽ mở cái này ra là có nắng rồi. Tụi mày ở trong này là nguyên khu sinh thái luôn. Mày ngắm cảnh rồi mày phơi nắng đầy đủ luôn. Còn con tròn đang ở trong phòng của tôi, đang tập cho nó dạng dạng lên. Đấy, những con tôi đã thấy trước mắt nó đi bồn cầu rồi. Nếu mà thấy phần nữa thì mấy con phải tập lại. Vậy tiếp theo tôi hoài vậy. Rồi mới dọn trong bảy cái thú xong rồi. Dọn phân rồi quét này nọ. Bảy cái thú là tôi dọn chắc cỡ nửa tiếng là xong. Nhưng mà nhanh là chưa tới nửa tiếng. Nói chung dọn nhà mèo nó dễ lắm. Bảy cái thúi nè, bước vô phải quét nè, coi có côn trùng ở dưới đó không nè. Đáy gần gần này là lao nè. Tháng cho ăn hạt ối hốt nè. Nó dọn cái thao cát đó là phải quét xung quanh, không có để mấy cái chất thải này nọ, để lại cũng như không mà. Ở trong này cũng dọn xong rồi, cát một đống. Chưa đâu quý vị, tôi tập cho cái đám kia đi bồn cầu xong, tới khi cái đám này tôi sẽ xây cầu tiêu riêng tụi nó luôn. Mà để coi cái đám kia tập dễ không cái đã. Đám kia tập dễ thì cái bồn cầu xây ở đâu bà con biết không? Chỉ cho coi luôn ở đây nha. Cầu tiêu ngồi xổm chứ không có ngồi cao như mình. Cái cầu tiêu cao quá của mẹ làm biến đi lắm. Nếu mà được phải xây cầu tiêu ngồi xổm hẳn luôn, sẽ xây trong góc này nè. Để khúc này giống như cái sàn nước vậy đó. Con nào mà đi bậy bậy dài dài cho mình xói thì cái là xong, khỏi xài cát luôn. Thì trong ý định như vậy thôi. Để coi tập có dễ như cái đám kia không cái đã, nó chuyển qua cái đám này sao. Rồi cái đám kia có 5-6 con rồi đuối gì rồi, đám này không biết sao. Mà khi mà tụi nó đã đi vệ sinh trong bồn cầu rồi mình khỏe luôn. Quá ok luôn. Nói chung là dọn nhà mèo này đối với tôi là một cái gì đó như là hạt bụi vậy đó. Mà mình cứ dọn đi dọn lại hoài cái mình nhàm chán đó. Cho nên mình muốn giải trí một thời gian mình quay lại mình dọn tiếp. Nè, dĩa chén nè. Đấy, sạch sẽ không? Còn cái gâm dĩa ra thôi. Sáng thì mở này. Tất cả những cái phòng tại sao tôi làm cửa sổ? Tại sao? Là cho nắng chiếu vô. Ví dụ tôi có nhốt con nào mà lâu ngày vài tháng cho nó có nắng sưởi cho nó có đầy đủ có canxi này nọ. Nhất là mẹo con thiếu canxi như con leo hồi đó. Để tướng uống éo. Thôi ra ngoài được rồi, dọn tới đây thôi. Giờ cơn làm biến đã tới rồi. Mình làm cho mình thì sao cũng được. Khỏe. Quan trọng là dọn dẹp sạch sẽ. Mẹo không phải có bị nguy hiểm. Nè, nó chưa với con khùng nào đá dũng ở đây nè. Phải lao tiếp. Tao nhìn mày tao nhớ vụ máy hút bụi ha. Lần đầu tao đem về mày cái đứa đập banh cái máy hút bụi của tao. Để vô trong nhà tại sao máy bụi cứ lật ngang hoài là con quỷ nè, con quỷ nè. Con quỷ khùng mày nè. Mày thủ phạm thứ nhất cực cái đám mẹ của mày nữa. Nhiều đứa lắm. Nó thôi xài hút bụi cũng như không. Nó đập nó phá. Tôi đang nghiên cứu một số để coi một số máy móc gì đó. Mà cứ từ từ đi. Tại vì mình mà dựa vô máy móc quá cái mình chuyển sang làm biết hết trơn. Cái máy gì chứ cái máy hút phân mà tôi không mua nha. Thà tôi bỏ tiền tôi xây cái cầu tiêu cho mèo 8 triệu hàng chục triệu. Nó có lý hơn là mua cái máy gì, cái máy vệ sinh tự động gì đó. Có lý hơn nhiều lắm. Cái máy nó cũng phải bỏ phân vô bồn cầu phân quỷ. Mình cũng phải sắp đi bỏ. Vậy làm chi? Thôi đây đây, nó bụng mà. Sáng cũng đi chơi, sáng vậy dưới cái đám. Mình mỏi ghê. Bye bye.